rồi và ngày mai chúng ta sẽ đón giao thừa quý vị nha. Rồi, hẹn gặp lại. Ngày mai mọi người giao thừa, mọi người đi đâu ạ? Mọi người không có chỗ đi đúng không ạ? Thì mọi người đón giao thừa. Đón giao thừa. Bây giờ có chụp hình không? Mọi người đón giao thừa. Cao đẳng. Cái chó. Rồi rồi. YouTube kìa, chủ đầu mà chửi quá. Rồi, nằm lại đi em. Gác gác cái giò luôn nè. Không thấy em. Cười lấy liên à. Trời ơi là trời. Ủa sao mua tóc thiệt rồi vẫn đội tóc giả vậy em? Nè nó nghe khoan, tập trung lại đây. Tập trung lại đây. Tập trung lại mọi người ơi. Lại hợp cái, lại hợp cái. Hợp tại đây luôn. Chị xin lỗi cái việc gì bận. Bây giờ trừ hai mấy nam ra, coi lại con gái ai mà không có tóc thiệt mai nghỉ hết đi. Rồi hết đi, ta đổi tóc giả cho bằng tóc thiệt. Còn cái này không đi lâu nữa. Mình tóc giả luôn nè. Mình tóc thiệt. Tóc phải tóc bằng tóc thiệt. Em đây là tóc giả. Đây mà phải tóc nguyên lông. Tóc giả tóc thiệt. Tóc giả chị giật thử coi gớt không. Đưa đây. Ủa nè nó có một chị giật. Chị đang xài tóc gì? Chị đang xài tóc gì? Chị đang xài tóc gì? Tóc gì? Mai tóc giả đều diễn bình thường cho chị. Trời ơi, đây diễn mà giả nè. Coi nè mọi người. Em nói thiệt cho cả nhà, không có đòn nào mà giàu bằng đòn lương nam hết trơn á. Bê hả? Từ nhỏ tới lớn. Ôi, Suzu mới làm được cái điện. Ê, các bạn ăn tóc. Trời ơi, từ nhỏ tới lớn là đều xài bộ tóc bảy tám triệu không à. Dạ quý vị nè. Hai người, cái nam. Đây, Thảo. Ơi, không. Một cái đầu tóc như vậy là 7-8 triệu nha mọi người. Thảo chứ đừng có Thảo. Một cái đầu nè. Nè coi nè. Một đầu mình là ai cũng bộ này nhiêu? Bộ này 8 triệu. Dạ 6 triệu 8. Bộ này 12 triệu. Trời đất ơi. Bộ này đó. Đây. Bộ này nhiêu? 7 triệu 2. 7 triệu 2 mọi người. Cái này là bằng tóc thiệt luôn nha mọi người nha. Tuy là tóc giả thiệt nhưng mà cái là sợi tóc bằng tóc thiệt nha mọi người là 7 triệu 2. Nguyên nam là chơi tam lắm cho nên là từ em nhỏ tới người lớn là ai cũng biết tóc. Chỉ có mấy chị lớn với lại Tâm Thảo Yumi là tóc thiệt mà. Em cũng tóc thiệt chứ nè. Đúng rồi, em bộ này nhiêu, bộ này nhiêu. Dạ, bộ này nhiêu mà. Bộ tóc này nhiêu. Nhiêu. Em dạ, 6 triệu 8. Bộ này 6 triệu 8. Trời ơi, bộ này là nhiều tiền nhất ngoài cái là tóc giả tóc thiệt còn có hai tóc giả nha. Cái này á nãy giờ á là bao nhiêu giật toàn là giật tóc giả thôi chứ giật mà ra bộ tóc thiệt là bao nhiêu tổng tay á đòn này ai cũng tóc bị mười mấy triệu mười mấy. Ủa alo hả? Em mà nghe nói là ai tóc giả mày được ốp hả? Nè 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 đây con trai nè quý vị nè đó thấy chưa lừa dối tất cả là lừa dối bấm lừa nha lừa dối em cũng tóc thiệt em đâu có đổi sớm đâu nè đó ngu quá mọi người biết sao không bây giờ xịt keo nhiều quá rồi tóc nào mà chịu nổi nó bây giờ mọi người đó vậy đó mọi người thiệt không rất là thiệt mọi người đâu có biết tóc giả đâu Tố My nè bây giờ quý vị giúp nhà rút cái đó Tố My trời ơi trời ơi tóc thiệt tóc thiệt, cái này là tóc thiệt nha, lấy cái tay vuốt tóc là nhiêu. Tóc nhiêu. Không, không nói được nhưng mà. Nghe nè, hồi lúc trước là Thanh Trúc đội tóc giả mà nhưng mà từ lúc mà qua Hương Nga bây giờ là thầy tóc thiệt. Chị Thảo, ngày mai là rảnh không? Gọi đầu giùm em đi, em ở nhà khó gọi quá. Sao vậy? Tại vì tóc thiệt gọi không có biết cách đi gọi. Vậy hả? Đây, con bị bắt giả. Trời ơi. Cái này mà tóc thiệt nha mọi người.
Phụng ơi, chị Phụng ơi. Đó. Cô Điên Thảo ở đâu rồi? Chị Bình Miêu ơi. Nãy anh nghe Su Su nói phòng phanh vụ gì á, không biết cái vụ gì á. À đây là bạn đồng hành với em nha, đây là Nhú, Nhú uống nha mọi người nha. Cùng người bạn rất là thân với em tại Gánh Hát Lô Tô Hương Nam nha mọi người. Rất là dễ thương luôn, rất là nhiệt tình luôn. Em xin hết là đây là Trish Nga đây nha mọi người. Tên tiếng Anh của cô ấy là Trish Nga. Đầu điên. Quán từ Cali Phật Nha về nha mọi người nha. Về Việt Nam được 6 tháng rồi. Có không mẹ? Không bà. Không. Nãy anh để cái tôi đề nhớ để nó là bé Trish Nga nha không. Lô hàng, không được. Cả nhà ơi, cuối giờ rồi, Su Su rồi. Đó. Su Su nha. Ai mà chơi? Ai mà đổ chú? À trời ơi, em vô trong chổng em làm gì? Vô trong làm đồ. Đồ gì? Vô trong chổng ta thay đồ mà vô trong làm đồ gì trời? Em lấy kẽm nè, lấy cắt cái kẽm. Cắt cái kẽm để làm gì? Để móc cái lòng cầu lên. Chứ anh nghĩ em vô chổng em coi mấy bả, trời bình thường cũng coi được gì, em coi quá trời. Trời ơi, cho anh coi với coi. Ngồi. Sao em coi được, anh coi không được. Đăng lên người ta ói. Rồi hết rồi, cả nhà ơi, dẫn tuồng rồi. Mấy cái. Anh nhớ để chị biết vô nha. Cán tuồng dọn quét rác rồi cả nhà. Tắt đèn luôn rồi cả nhà ơi. Trời ơi, rồi xong. Cuối giờ luôn rồi. Giờ đi lấy xe cả nhà, chúc cả nhà sắp Tết rồi. Chúc cả nhà có một cái Tết vui vẻ. Còn ngày mai nữa là đón giao thừa rồi. Cái Tết vui vẻ ấm cúng bên gia đình người thân nha. Bye bye, chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp cả nhà lại clip sau.